Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 6 bài 10, trang 111 đến 113. Luyện nói kể chuyện. Một La Mã chuẩn bị lập dàn bài kể miệng trên lớp theo một trong các đề bài sau và kể theo dàn bài. 1. Kể về một chuyến về quê. 2. Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn. 3. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử. 4. Kể về một chuyến ra thành phố. Dàn bài tham khảo. Kể về một chuyến về quê. Mở bài lý do về thăm quê. Về quê với ai? Thân bài. Lòng xôn xao khi được về quê. Quang cảnh chung của quê hương. Gặp họ hàng ruột thịt, thăm phần mộ tổ tiên, gặp bạn bè cùng lứa, dưới mái nhà người thân, kết bài, chia tay, cảm xúc, về quê hương. Bài tham khảo. Em quê ở nông thôn nhưng lại sinh ra và lớn lên ở thành phố. Mười mấy tuổi đầu mà chưa một lần về quê. Nhiều lần chúng em đòi về quê, bố mẹ em đều bảo chờ dịp vì đường xa lắm. Rồi một ngày ở quê làm giỗ tổ, thế là cả nhà em có dịp về quê. Nói đến quê, lòng em rất háo hức. Người ta hát, quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là con đò nhỏ. Còn em hình dung quê hương là những bà con thỉnh thoảng ghé thăm cho em nào nếp nào lạc. Nhà em ở cách quê rất xa, thoạt đầu cả nhà đi xe lửa, sau một đêm ngủ trên tàu thì đi xe lam, qua đò và cuối cùng đi bộ. Mẹ em bảo về nhà chú chỉ còn khoảng một cây số thôi, đi bộ mà xem cho biết. Xung quanh làng, đồng lúa trải rộng tít tắp. Nhìn về làng, rặng tre xanh bao bọc tất cả. Qua cánh đồng đến những mương nước, máy bơm đang xả nước rào rào. Vượt qua cổng làng là những ngôi nhà ngói, có cổng và vườn bao bọc. Có những người quen đang đứng ở cổng cất tiếng chào bố mẹ em. Qua giữa làng là đến nhà chú em. Bà con nhiều nơi đã về, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm rối rít. Chú thím hỏi bố mẹ em, cháu Lâm đã lớn bằng ngần này a, cái Lan nữa sắp thành cô gái rồi. Bố em lại hỏi chuyện cúng giỗ đã chuẩn bị đến đâu. Còn mẹ em đem các thứ đã chuẩn bị đưa cho thím. Mẹ em cũng đem quà cho các con chú thím. Lũ trẻ con hàng xóm cũng đến, mẹ em đem kẹo phân phát cho chúng. Sáng hôm sau, bố đưa chúng em đi thăm mộ các cụ thắp hương, rồi về thăm nhà thờ họ. Chúng em ra xem xong, xem cây cổ thụ, trưa trở về thì cả họ đang cúng ở nhà thờ. Chúng em cũng vào lại. Trưa hôm ấy, trong bữa cỗ đông đúc, mọi người nói chuyện vui vẻ, ồn ào. Chiều hôm ấy, em và lũ trẻ mới quen, rủ nhau đi chơi như những người đã quen từ lâu. Tối hôm ấy, chúng em ăn cơm và nhìn, ngắm nhà chú em, bố em bảo, đây là nhà ông cố để lại cho ông. Ông để lại cho bố và chú, bố con mình ra thành phố. Để lại nhà cho chú. Nhà tuy lợp ngói nhưng đã cũ, đồ đạc cũng cũ. Chỉ có cái tủ, ly và tivi là mới, bởi làng mới có điện và nhà chú cũng khá giả. Chú hỏi thăm em học tập thế nào, hẹn đem mấy em con chú ra thành phố chơi. Cuối cùng chú thím lại đem quà quê, nếp và lạc, gói mọi thứ một ít cho mẹ em cầm về. Mẹ em đã từ chối thế nào cũng không được. Cả nhà lên đường từ sáng sớm,
chưa kịp tàu, chú thím cũng ra tiễn một đoạn xa, tận cổng làng. Thế là em hiểu được làng quê, đó là nơi mồ mả tổ tiên nhiều đời, là nơi thờ cúng dòng họ, nơi những người cùng dòng máu dù xa xôi, đều nhận ra nhau và có tình thân với nhau. Em thích rặng tre răm mát, thích lũ trẻ con dễ gần, thích không khí vắng lặng. Em mong làng quê giàu có hơn, đời sống khấm khá hơn và cầu chúc đời sống gia đình chú em ngày thịnh vượng hơn nữa. Thì đây là một bài làm của một bạn học sinh. Rồi tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo những cái dàn bài mà nêu ở phần một La Mã, thì các em có thể tham khảo và để áp dụng cho cái phần kể chuyện của mình. Thì ở đây đề một là kể lại một chuyến về thăm quê. Thì A mở bài, chúng ta sẽ nêu lý do về thăm quê. Thân bài chúng ta sẽ nêu cái tâm trạng khi được về thăm quê, quan cảnh chung quanh quê, gặp họ hàng ruột thịt, thăm phần mộ tổ tiên, gặp bạn bè cùng lứa dưới mái nhà người thân. Kết bài là chia tay cảm xúc về quê hương. Rồi tiếp theo đề 2 là kể về một lần thăm hỏi gia đình liệt sĩ thương binh neo đơn. A mở bài thì chúng ta nêu lý do đi thăm, những người tổ chức và có mặt, đến thăm gia đình nào. Thân bài là chuẩn bị cho lần đi thăm, tâm trạng của em, trên đường đi, đến gia đình, quang cảnh gia đình, diễn biến buổi đi thăm, lời nói, việc làm, quà tặng. Thái độ là lời nói của các thành viên trong gia đình liệt sĩ. Kết bài là ra về, ấn tượng về cuộc đi thăm. Thì chúng ta có thể chọn ngôi kể 1 hoặc 3 để kể. Rồi tiếp theo là đề 3. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử. Mở bài giới thiệu địa đạo Củ Chi, lý do đến thăm, ai tổ chức, dịp nào, tại sao đến. Ví dụ để tìm hiểu thêm về văn hóa lịch sử, giải phóng miền Nam, chiến tranh Đông Dương. Thì để lại ấn tượng sâu sắc về một cái thời chiến tranh oanh liệt. Thân bài, chúng ta sẽ tả bao quát, kể về những kế hoạch, bàn với bạn bè ở lớp, phân công làm gì, giờ giấc hành trình. Kể chuyến đi trên con đường dốc ngoằn ngoèo và tâm trạng. Thì tâm trạng khi từ xa nhìn thấy bảng chữ địa đạo Củ Chi, giới thiệu sơ về địa đạo, rồi sau đó chúng ta sẽ tả bao quát địa đạo của Củ Chi, rồi sau nữa là tâm trạng. Thì chúng ta kể thì chúng ta sẽ kể trình tự các nơi được đến thăm, như là kho lương thực, hầm bẫy, nơi bàn quân sự, nơi ăn uống. Rồi chúng ta sẽ kể và tả lối đi, kể những thứ mà hướng dẫn viên làm. Rồi kể những cái hoạt động tìm hiểu lịch sử như trò chơi, giải đáp. Rồi chúng ta sẽ nêu cái tâm trạng. Kết bài thì chúng ta sẽ nêu tâm trạng và tâm trạng cảm nghĩ và cái hứa hẹn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái đề 4 là kể về một chuyến ra thành phố. Mở bài thì lý do ra thành phố, đi với ai, ấn tượng chung. Thân bài, trước khi lên đường thì tâm trạng, việc chuẩn bị. Rồi khi lên đường thì không khí trên xe, quang cảnh hai bên đường. Đến nơi thì quang cảnh chung, diễn biến, cuộc tham quan, nghe thuyết minh, quan sát thực tế, chụp hình lưu niệm. Mua xe, mua sắm là xem văn nghệ. Rồi chúng ta sẽ nêu tâm trạng, kết bài thì nêu cảm nghĩ sau chuyến đi. Như vậy thì
Đến đây các em đã vừa theo dõi ngữ văn lớp 6 trang 111 đến 113 luyện nói kể chuyện. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.